Tên không có mua. Có cái ghi kìa, có người ghi kìa. Để anh ngồi ở đây đi. Không ghê luôn. Anh ơi, anh ơi, có ghế nè. Có ghế nè. Ngồi, ngồi đây nó không bị ướt nè. Rồi về thôi, sẵn đây nói luôn đi, pha bàn giao hơn trần cho chầm nãy giờ nói sao đó, nói luôn đi. Thôi bây giờ em đã đi theo con đường không khác rồi, em giao hơn trần lại cho chị Cầm đó. Chị Cầm mà, chị Cầm mới hứa là chăm sóc cần thân như thế nào, hứa đi. Đi dễ rồi. Coi cũng nhiều mới người mến mà. Mới đây mà được hai em rồi nha. Năm mới tới đồng lông rồi bà ơi. Rồi đó, mấy tháng nay tôi chưa có xài, tôi chưa có bung lụa, tôi chưa có bung kiếm đó. Không cần biết. Kiếm nó xài, cái gì kiếm không xài thì nó cũng gì? Bà tối nay nó chơi bà là đọc cô cầu bại. Bữa kia bị dí chưa sợ nữa ha. Ai? Hân dí á. Mừng dí ai? Nghe em nói nghe đồn lắm chứ mà. Dí gì? Dí chạy vòng. Ở đây nè, giỡn. Giỡn cái đây nào quỷ mà. Cái gì chết? Nghĩ sao? Sao không cho thằng Khoai đi Vũng Tàu luôn gì Sơn? Ừ, cho đi, nhưng mà bây giờ cái tour này á, đáng lẽ là cho đi hết luôn. Mai nhà con nhỏ nó kẹt lắm cuối. Đám cưới rồi nó không có tài trợ. Ủa cái tour còn cái tour nào có Tấn Quyển là tour nào nữa? Tour Bà Rịa Vũng Tàu chưa? Bà Rịa Vũng Tàu chưa? Còn tour này là tour đi du lịch, đi du lịch Đà Lạt. Họ nhiều kèo quá ha, gì chết đi luôn hả? Chết đi luôn. Có ông chừng đi không? Đã luôn. Có gì Cầm đi nữa mà? Không. Trời, chị đi, chị phải lo lắng cho thân, chị nói gì vậy? Để tự Hân lo liền. Tại vì cái đám này nó khó, đám này nó có đàng hoàng, không có ung sùm chưa bồ. Mà bà này bây giờ dạ cỡ nào mà cũng cái gì mà cũng xí vô cho ngàn năm mình không có dắt bên đi được. Thôi cho bà nhà đi. Bà cho nhà, bà bảo đảm mày chồng mày còn đi. Con đi theo con đi một khác rồi. Còn chồng gì ở đây nữa? Bà nói mày nghe nè. Bà nó khám phá hết rồi. Bà nói mày nghe nè. Bà không có đi á thì còn gì? Đi Long Hải mà không có qua là mất duyên đó. Mày nói vậy là đi Long Hải hết duyên với Hơi Trần hay là hết duyên? Đúng không? Hết duyên với Hơi Trần hay hết duyên với chú Nguyễn? Hết duyên với Trần. Để cái tài xuống quay clip về chớ. Chạy giống nó quá. Bỏ chân xuống luôn gì chứ. Đúng rồi, sợ rồi. Nói chui Vũng Tàu ấy, Đà Nẵng có quơ được gì. Bệnh à. Nói tôi ở đây Mỹ Dung à. Cái gì vậy? Rồi hello mọi người nha. Giờ là anh Khoa bắt đầu đến cái giờ lên căn giờ thiền rồi đó. Nếu mà tu thì cũng chắc cũng thành chánh quả chứ không phải là thành người bình thường đâu, người bất thường đó. Thì sẵn qua cái clip này cũng thông báo với mọi người luôn là cái chuyến đi Đà Lạt thì ngày mai nhóm đi hết. Hôm bữa ngủ anh Khoa thì anh Khoa không chịu đi, mà bây giờ hôm nay anh Khoa lại theo tu hành. Nếu mà có dịp, lỡ dịp hôm nay thì sẽ để dịp khác cho anh Khoa đi. Rồi cũng riêng Mộng Cầm cũng vậy ha. Cái dịp này thì tại vì đi toàn là nhóm idol lịch sự không à, Hóa Hậu, Hóa Hậu rồi. Hai dịp mày chết đi thì dì Cầm cũng đi luôn. Mai tôi cả đi mà. Không. Thì chất chuẩn bị gì chưa chất? Rồi, ai có cái quần tên lót. Mua rồi. Ủa đi Đà Lạt thì mang chuẩn bị ai đó à? Cái gì? Ở ngoài lạnh mà mặc đồ ló nổi hả? Chất canh nổi không? Tả hả? Tả lót hả? Tại bên đi xe bấm mất kiểu hoài, ai gần cho ba triệu. Vậy mà sao không có hai cái vậy tại? Mua nhiều lên. Một cái, đi cái về. Cái đi cái về. Đúng rồi. Mà đi mà. Rồi quần áo lên sao? Không chưa quần sao áo. Sao giờ này lên căng giống như Khoa vậy trời, hai người cũng thôi nói chuyện nhắm mắt không à? Trời trời. Ngồi nói chuyện nhắm mắt không à? Chuyện mắt.
Ê, chuột lắc chó bạch dê nó cười nha. Ơi ơi trời. Chó chạy nó lộn, chó chạy chân đẹp đúng không? Thì nãy cũng nghe Phong Phanh làm qua tuyên bố gì á, thì anh qua tuyên bố lại cho mọi người nghe đi. Giao phân trần cho mộng cầm. Bây giờ em theo con đường Phật Pháp rồi, em không có nghĩ gì đến gì nữa. Em giao phân trần lại cho mộng cầm. Thôi ơi. Đó, đó là cái tâm sự, tâm quyết của Khoa luôn phải không? Vậy là từ đây mình cắt đứt nhau phải không? Chỉ là trên danh nghĩa là bạn bè anh em thôi phải không? Không có còn trên quan nghĩa là... Ủa nghe nói... À, trời, trời, trời. Ủa nghe nói ông Khoa kêu Hưng bằng chú rồi mà. Chú Hưng. À. Em phải kêu Khoa là chú luôn chứ kêu bằng gì? Chú Tiểu. Thầy. Chú thầy đàng hoàng. Thì từ nay ai mà gặp anh Khoa thì ra ngoài đường á kêu bằng thầy gì ta? Hồi nãy mà ngồi bên kia là quay được cái cảnh của thầy bị sự cố rồi. Xe... ghê kìa, xe thầy kìa, giờ đâu có đá chống được nữa đâu. Không đá chống được hả? À. Rồi, cái này là bây giờ thầy không có liên quan gì tới Hưng Trần hết á. Bây giờ giao lại cho vị chức. Chú cả đi. Thì mà thầy nói vậy thì mộng cầm thấy sao? Thầy giao lại rồi đó. Ở đây giờ chờ thôi thôi. Có dám nhận không? Không. Thiệt không? Mỗi lần cuối hồi nãy bà nói nhận, bây giờ bà không dám nhận rồi. Bây giờ bà nói trên cộng đồng mà. Nhận, nhận. Thấy chưa? Nhận coi về nhà ngủ rồi. Chồng là ai nữa? Đúng rồi. Tấm liền. Vậy là dì Cầm nhận Hưng Trần về cái đội của dì Cầm này ha. Rồi cũng rất là cảm ơn dì Cầm. Tôi luôn. Vì cho tôi bộ bán mấy chỗ. Thứ nhất, Hưng Trần nhậu nhẹt, hút thuốc lá, bia rượu, ăn chơi, đàn điếm. Đó đi ơi, không chơi đàn điếm chi vậy mày? Lên gối xuống chỏ nữa. Sao vậy anh? Hưng Trần ăn chơi nhậu nhẹt, theo chúng Nguyễn, say xỉn, hút thuốc lá. Trời ơi. Hút những cái thuốc không ra gì. Trời ơi. Đừng thuốc nói không gì, thuốc, thuốc mà là thuốc cấm luôn nha. Và nói Hưng Trần bỏ nhậu nhẹt không bỏ, bia rượu không bỏ, thuốc lá không bỏ, rồi còn đi quán bar theo chúng Nguyễn. Lý do em đi tu là em muốn cầu nguyện cho Hưng Trần được bỏ rượu, bỏ bia, bỏ thuốc lá. Thứ hai, em bỏ bán với vé số cũng do Hưng Trần không biết quan tâm gì cho em á. Trời ơi. Tối ngày nhộn nhẹt, thêm chuyện. Cậu Khoa nói hết chưa? Tới Hưng Trần với lại gì chất rồi với mọi người coi cho ý kiến. Bây giờ trước tiên là Khoa nói đi tu là do con tất cả hết. Thì chắc chúng là người lớn. Chúng ơn ngoại cạo. Rồi. Đó. Nó nói là đi tu bây giờ hỏi chất trước nè. Cái lỗi là nó đi tu nó không bao nhiêu số là do lỗi tay con. Chất thấy vậy đúng không? Đúng. Mà trong khi đó là con hết mình. Nó đúng. Con muốn là đúng. Giúp đỡ rồi để cho nó làm ăn. Trời giờ mày giúp nó chịu đi bán số. Hỏi nè. Chịu không? Con giúp liền. Không bao giờ nhận luôn. Tôi con đeo con được Phật Pháp rồi. Tôi cầu nguyện anh được được nhiều sức khỏe. Anh bỏ rồi của mình rồi. Rồi chúc nói tào lao quá. Bây giờ thôi hỏi tới mộng cầm đi. Sau khi nghe anh Khoa ảnh nói những cái lời mà Hưng Trần có những cái tật xấu như vậy đó, thì dì Cầm cảm thấy là có sợ không? Chẳng hạn như là tố là ăn chơi nhậu nhẹt rồi đi ba rồi tùm lum đó. Chị Cầm lời đi. Chị Cầm còn phái nữa. Nè, nói trên nói Khoa nghe. Không phải là mình hả? Mình là không phải là cái gì, anh em thì anh em. Mình đừng có nghĩ là vợ chồng. Con vợ nó, con vợ ổng còn không dám cấm ổng mà làm sao mình là cái gì mình cấm. Mà tôi thương ổng. Thương ổng là mình thương là một lẽ. Cầm nghe bây giờ đó là hả? Thương là một lẽ. Bạn bè người ta mời. Cầm nghe, cầm nghe tôi nói. Vợ con bảo đừng có lấy chuyện Khoa. Khoa là cái gì? Cầm thôi thôi cầm mày vào cần ơi. Thôi bây giờ nha. Chồng tôi không nói nữa. Nói tôi sao? Thoải mái. Nói sao rồi hai đứa gây lộn. Không, không có nói em không có gây lộn. Chú kể. Có chuyện là Khoa không gây lộn. Nói chuyện là để góp ý. Góp ý thôi. Chú kể chú lên chú nói đi. Chú chỉ sợ hai đứa thôi. Hai đứa gây lộn thôi. Chú sợ gì á? Em đâu có khùng như nó đâu người trời trời. Con đi. Em có đi không? Em đâu có đi. Dì Xuân nãy giờ tố con vậy, theo dì Xuân là ví dụ như con làm gì sai hay đúng rồi cái gì á, con cũng muốn nghe ý kiến dì Xuân. Không có lo lắng gì cầm á thì nó đúng hết. Rồi đó.
vì chất thì nói con sai đúng không, gật đầu cái hay là nói con đúng không, mà nghĩ pha nó đúng đúng không gì Sơn, làm chồng đều phải lo cho vợ. Nó nói đúng, tại vì trước khi bữa mà buổi sáng mình nó lên á, nó còn nóng với số, nó mới nói vậy nè, con buồn quá là Sưng. À, con đứng ngoài đường á, mưa gió này nọ, con mời với số, còn ở chổng nè, anh Toàn, anh Long thì nó ngồi trong quán cười giỡn đó. Còn anh Hương Trần lúc đó nhậu hả? Nhậu đúng cũng 2 giờ ngó cái con ở chơi mà nó con nạn của con bán đó là... Sao mày cũng kêu nó ông lại? 5 triệu. Kêu hơn đâu like rồi, hơn đâu like. Trời đặt hơn mà like nó thì khách vô coi cái máy. Còn có nó like cho. Rồi á bên Khoa không có chịu, con cũng có kêu mua vé số ủng hộ luôn, con không chịu nữa. Nhưng mà không có đổi thừa là vấn đề mà bán vé số ế. Lúc đó là Khoa bán trên cái con đường là rất là ngon luôn, thấy ngon. Ngồi đâm tay ngay chỗ anh nha. Vì chức đang nói chuyện ngon lành đi. Và chức này thằng thân mà nó like cho Khoa nè. Nó like Đà Lạt đi. Nó không chịu qua đừng làm. Nó không chịu là nó bựng, nó muốn là nó tự lực, nó tự làm. Nhưng mà cái tình cảm em dành cho là tình cảm thực sự cũng do anh mà gây ra tất cả. Anh chưa có thổ lộ gì tới em á, mà tại vì em thế này thế kia thôi. Không, bây giờ sẵn qua cái clip này á, anh cũng là tuyên bố luôn. Bây giờ thí dụ em đã dứt áo bỏ đời đi tu thì em còn tình cảm gì với anh nữa không, hay là bụi trần là em đã vũ hết rồi? Bụi trần em vũ hết, nhưng mà em muốn nhắc anh một câu, em hy vọng cầu nguyện cho anh đi từng nhiều sức khỏe, bỏ rượu, bỏ bia, bỏ thuốc lá, đừng hút theo những cái thuốc của Tuấn Nguyễn nữa. Em mong anh hãy biết suy nghĩ, những gì làm đúng thì mình làm. Bia rượu rất là hại, thuốc lá rất là hại, em khuyên anh nên bỏ. Em vẫn quan tâm đến anh, hiểu chưa? Quan tâm chồng thứ hai. Cảm ơn rồi Khoa. Em đi tu cầu nguyện cho quốc cái dân an, thế giới hòa bình, chúng sanh đang là mưa hòa gió thuận, đất nước thanh bình, và đại dịch đi qua, và cầu nguyện cho tất cả bá tánh được yên lành. Thì thôi. Khoa biết mà, Khoa mà mặc cái áo tu này vô á là mình phải đúng cái đạo nghĩa của người okay. Phật tử, đúng không? Mình làm đúng, nhưng mình không được chửi thề, mình phải đúng cái điều giới cấm của người Phật tử. Em thấy tu anh phải đúng, không tu mà sai là nó thành yêu quái, ok chưa? Em thấy anh là một con người rất là xứng đáng cho em. Em tính em với anh rất là hợp đúng cung thê, nhưng thôi anh đã quyết tâm bỏ em, anh không quan tâm gì em nữa thì thôi, tạm biệt từ đây, đường ai nấy đi. Em theo con đường Phật pháp, chúc anh sức khỏe, ở lại vui vẻ. Pha nó nãy giờ giống như chân chối. Còn vậy. Họ hỏi Pha coi có biết giới luật của xuất gia chưa? Đúng rồi, hỏi coi. Thứ nhất, không gắt ganh, không trộm cắp, không nói dối, không tà dâm, không uống rượu. Hay lắm, okay. Mấy cái đó nó giỏi lắm này. Okay. Có chữ thề không? Hôm qua thấy chữ thề quá trời luôn. Đó là con sơi, con sơi có trong giới luật luôn. Khi mình tu á là sửa, mà sửa thấy sai là phải sửa. Bây giờ thấy Khoa là sai những cái điểm như thế này nè. Ví dụ như bây giờ á mình tu là mình phải đúng theo cái đường tu của người ta. Ví dụ như bây giờ tu ăn chay ăn mặn thì không biết, Khoa là ăn chay hay ăn mặn? Ăn chay luôn phải không? Ăn chay trường rồi tu luôn phải không? Tu là tối hình như là phải có đọc kinh rồi vô chùa có, đi đàng hoàng luôn. Có. Tối nào cũng thấy là Khoa lăn với phường hết. Em chưa có, em đang đợi sau khi em may đồ trong bếp, em sẽ về Bà Rịa luôn. Em không còn ở trên tiền tiền hồi nữa. Thì cũng có Mạnh Thường Quân chuẩn bị tặng cho Khoa là 2 bộ quần áo rồi mọi người. Cũng cảm ơn vị Mạnh Thường Quân, cô tên gì cũng quên rồi. Tin chức. Không phải, có cô tặng đàng hoàng. Tin chức, rõ ràng. Với lại 700 ngàn hay gì đó. Cô Sang. Cô Sang. Chuẩn bị là Khoa, là hình như Chủ nhật này là Khoa lấy đó. Thì nếu mà Khoa thật lòng mà tu á, thì cũng để cho Khoa tu, chứ không mình là không có phá Khoa nữa nha mọi người. Tại vì tu là không phải dễ đâu, tu là nó phải có chuyện duyên vô. Sợ mới gì tu nè, được. Thứ sao?
sợ Khoa vô chùa tu thấy thầy nào đẹp đẹp phải có nổi lòng dục dục không? À, ví dụ như vô thầy nghe, mấy thầy cũng đẹp trai lắm á. Trong rồi. Chùa không được làm cái gì nữa, trong chùa thì đối giới theo giới luật. Khoa tu theo Nico hay là Khoa tu theo mấy cái thầy? Bên tăng. Bên tăng à, mấy thầy à? Rồi cũng cũng không biết nói sao luôn. À, thầy. Đi là đi, mà tăng là tăng. Chuyển đi Đà Lạt thôi. Khoa hỏi thăm Khoa chút xíu vậy thôi ha. Thì bây giờ cũng thông báo với mọi người luôn, sẵn qua cái clip này luôn. Hôm bữa ngủ với anh Khoa mà anh Khoa không đi mọi người. Cái clip này là thông báo với mọi người là Hưng Trần nè, dì Chất nè, dì Xuân nè, chuẩn bị đi Đà Lạt để xả chết. Tại vì hổng dài cũng nhiều cúng kiến rồi mà cũng không hết dòng nó theo. Quán Âm Binh nó vẫn là quán Âm Binh nè. Thì bây giờ là phải ra Đà Lạt coi thử coi. Mà nhân cái chuyến đi Đà Lạt này á, thì sẽ tổ chức cho dì Chất. Em ngủ với em Khoa. Khoa nó không có đi. Khoa không có đi. Thì chuyến này là tổ chức đám cưới của dì Chất với lại anh Đại Gia lại. Anh Đại Gia. Chỉ có anh Đại Gia đi thôi. Túng Nguyễn cũng không có đi trong cái chuyến này nữa. Còn Khoa ở nhà thì cứ cố gắng tu tập đi nha. Okay. Rồi xong rồi về, ví dụ Khoa muốn quà gì á thì Khoa nói. Em có muốn quà gì á? Ở Đà Lạt rất là nhiều bánh mứt và rượu gừng, rượu ngon rồi. Nè, em là trong giới cấm không cho uống rượu rồi. Em chỉ muốn anh ghé chùa Trung Tâm Đà Lạt cầu nguyện em đủ rồi. Khoa muốn cầu nguyện cho Khoa làm sao, nói đi để mình. Sức khỏe. Sức khỏe an khang, mọi tốt đẹp được rồi. Dạ con cả em mắc đây quá. Cái này mới đau nè, chồng á thì đi du lịch, còn vợ vô chùa. Cuộc đời nó chói chiều lắm, bởi vậy con nói là cuộc đời nó bất công, sợi lông nó không bao giờ nó thẳng. Rồi bây giờ Khoa đi tu á thì cũng phải chúc mừng Khoa thôi, rồi có quà có cáp về cho Khoa, ví dụ như khỏi cơn, anh đi chơi vui vẻ bên mấy thôn này rồi. À bây giờ mày ghi tên đi, ghi tên ra cúng cho Khoa luôn kìa. Lê Đặng Viết Khoa, Nguyễn Lê Đăng Khoa mất. Cũng sao giải hạn cho nó đi. Nguyễn Lê Đăng Khoa, Pháp Danh Pháp Thiện, 42 tuổi, Kỷ Mùi,